đâu vậy vậy không? Cái lúc còn yếu là nó thấy mình rồi. Đó, gặp đại sớ là thiệt muốn hốt của mày chứ. Khoan, bữa nay chưa nói nhà, em có hai căn nhà. Chưa, kính thưa quý vị, là hiện tại là gì nhất là có một cái bệnh rất là đam mê với anh tài xế. Miễn sao tài xế nào cũng là tài xế được rồi, không cần biết là mà bất kể phân phận gì. Hiện tại là tài xế của nhóm chúng em hiện tại là toàn quá bự đó. Thì chứ già không bỏ, nhỏ không tha, ngay cả thằng cháu mình cũng không tha luôn nha mọi người. Nó giờ cứ thả thính thả dê hoài luôn, sờ mó luôn luôn la. Cửa nhà đâu kêu anh đâu, viện Linh xin làm tài xế kia kia. Còn anh luôn hả? Kêu bằng anh không à. Trời ơi. Giờ sao chết? Nói đi chết. Ơi. Anh có nhớ những gì buổi chiều hai đứa mình. Trời ơi. Con nghe con sợ ơi, chứ coi đỡ con lái xe chứ coi. Con nghe chứ con nổi da gà luôn, ngay cái chân con đạp cũng nổi luôn á. Anh ơi, tay chân cẳng vào anh Dung chứ 500 đừng đi bi ôm của em nha. Mày quá. Là lạc hoàng đi đưa 500 cũng lo với là khỏi lương. À Dung đi. Xỉn ngọ em... luôn rồi. Còn hôm nay gặp bà gì chất rồi. Ở chùa chưa? Tới bến luôn. Chùa. Lâu vậy? Còn 50 mấy cây nữa. Đó, vui vẻ nha mọi người. Chứ cái này là có tâm trạng rất là thích chọc kẹo tài xế nha. Món tài xế hay sao? Chắc là chưa, chắc là rất là mê mấy anh tài xế nè. Chắc Dứt. Ôi. Ai gọi Dứt kìa, Dứt. Trời ơi, đẹp trai quá vậy, nhìn ra. Trời ơi. Ủa, làm gì mà ồn quá vậy? Em chạy xe chắc tiếng là tiếng gió. Ổng đâu vậy? Núi Tây Ninh nè. Anh đâu vậy? Đang lên gì ông nội? Tây Ninh mà chịu. tôi nghe anh nói anh đang lên. Mày làm sao hai mẹ con tao giành bính mày ra nha. Nha. Mày bỏ hai mẹ con tao từng nay nha, tao gần đi giao đất Vinh Tôn nữa nha. Chưa, tao chưa đây Vinh Tôn má này núi Trang Gia Lào. Anh lên chưa hỏi chứ? Anh lên chưa? Thấy em lên chưa? Thấy em rồi anh lên chưa? Chưa lên nè, em làm anh lên. Vậy trời ơi, em lửng lửng rồi, giúp cho chưa tới đỉnh nè. Em giúp cho anh lên nhanh, anh đi lửng lửng hoài vậy em giúp cho anh rồi lên. Rồi cho coi đi, giúp sâu hàng đi nè. Trời ơi là trời, chỉ rõ luôn đó. Bồ nhí của em á, con mới 20 tuổi à. Đủ má đi chùa tao ăn mặc vậy nè, ăn con uống rượu à. Con gái lớn mắc bận công chuyện. Bận công chuyện con cái đi học với trường. Anh đi không có đi. Mà anh đi là em không cho nó đi. Chủ nhật chó ở nhà hỏi tao không ở đâu nó ngoài vậy. Ghen bực nha mẹ mày, làm mai bà về chồng tao sao nó ngủ luôn rồi nè. Có hai cái gùi lon nè. Khi nào về mày dắt ổng qua coi mắt má chồng tao nha, để có gắn hai cái bưởi trước nè. Chắc gắn hai tô vô đỡ đi chứ. Gì? Anh tài xế nhỏ. Nè, mày nghĩ hoài về ke ly. Nói khoái gì đó. Anh đòi khoái gì lên chưa? Lên chưa em đỡ lên. Lũng hoài vậy? Xô hàng cho anh đi, anh lên gì chứ. Xô hàng lên đi. Phải lên luôn, phải làm luôn, phải làm luôn. Nó làm liền. Là sao mà anh là bằng thợ ngồi luôn á. Sao mày phải mặc áo trắng vậy, không kỵ màu trắng mà con này cũng màu trắng á. Má chồng cũng màu trắng nha má. Đừng có sâu hàng nghe chứ. Đang quay đó. Sao kỳ bà ngồi ngay giữa hai người áo trắng. Sao kỳ quá, tao cũng hiểu nữa.
Mẹ gì giờ chỗ đâu con ngồi? Ủa mày đi đâu đi lăng thang mình vậy? Trời ơi, đang chờ kẹt kép keo hả? À, ông đi có mình à, đi ra đâu? Bữa sau dẫn em đi nữa đi. Đang lép keo, chút rồi. Chọc keo bút ông vô rồi. Ờ sao nãy nghe nó đi lâu lắm rồi giờ. Đi giờ xuống xuống. Đi giờ đi xuống á, đi xuống rồi đi về. Rồi kêu lên ăn bút phê 800 ngàn đó. Đây lúa 204 đéo từ nhà tìm tu lông 400 tám trăm rồi phải phải đi cắp treo nữa rồi đi thấy mẹ luôn cái gì mà 800 đi cắp treo kiểu chị mua dưới là nó 200 chứ mà chị mà lên ngay chỗ đó nó mua mắc hơn nha. Ờ giống như chị mua chung với cái vé thì nó là nó rẻ được mấy chục 50-100% á, còn chị mà mua dưới vé không không chị lên thì cái búp bê ngon, búp bê ngon không chị mua trên đó cũng được mà giá nó cao hơn. Ý là một combo là đúng rồi cắp treo này nữa. Đúng rồi combo cắp treo với ăn búp bê thì nó rẻ được chục đỉnh 50-100% cũng giữ 800 ngàn. Đợt em đi có 300 mà với búp bê nó 150 là 450. Cắp treo bao nhiêu phút ta? Em không biết luôn. Nhưng mà cắp treo cũ á, đi có nữa thấy mình nó nhưng mà cắp treo cũ thấy người đi người hiểm quá, có nó thổi nó lục ngoài luôn rồi, rất rất quan lường rồi đó, rất là hình như là nhưng mà có người, nó không có người, ông có kiến mới đẩy mình ngồi trong trên trong giống như cái rổ vậy đó, ông có kiến, ông có đồ treo cửa luôn á, đúng rồi, trời, ngắn đi, rẻ lúc có gì nhưng nó là cắp treo đầu tiên á. Xong tà cú. Ê tà cú. Chùa tà cú đẹp. Đúng rồi, tà cú hả? Có hả? Tà cú thì chắc đi rồi, đợt đi chung bên hai quế phường. Ở bãi đi học, bãi đi không được nổi đâu. Đúng rồi, tạm. Ông đi rồi, đã đi rồi. Mày chắc đâu? Thì chắc không có lên chứ. Không có lên được. Thì chắc chỉ ngồi dưới ngủ à. Phải làm một đoạn nữa mới tới cái Phật Nằm. Phật Nằm mà cuối cùng á. Chồng cũng đi qua rồi nè. Đi đợt ở chùa. Đi trà cú ghé thầy thím à. Thầy thím đó, tham. Trà cú được, trà cú cao hơn cái cổ thành. Mà nó đi cắp treo được. Ghé cô nè. Nó đi cắp treo được mà cổ thành chứ ở đây nó biểu nó đi không được, nó sợ. Trà cú em cũng không có lên cắp treo. Chắc hả em hồi Dì cầm mà dạng gì cầm sợ độ cao. Em sợ độ cao thôi chứ không có chi gì. Trời giờ nó đi nguyên vô, nó che bít bùng nó không phải không, kiến của nó là kiến chấm bãi. Mà bà còn xưa nó đi khỏi có cái gì luôn. Hay ngủ hay nằm xuống ngủ? Nó giống như là cái đi giống như là cái gì mà. Nói gì đi chứ. Gì? Nói ngủ. Trời vậy lúc ông này sao, cảm giác sao chứ? Vui không? Ủa mà nghe nó lưng lửng gì chứ có thích không? Thích luôn hả? Cái gì cũng thích gì chứ. Hay quá hay lắm đi đó. Con nghĩ gì chứ được cái gì luôn đi chứ. Dạ không, mày thích gì. Ủa mà chứ nhẫn gì chứ muốn gì là nhiều chứ hỏi thiệt đi. Nói nhẫn giả. Gì? Ồ nhẫn giả mà quên mỗi ngoài à. Để mai mua thêm mấy chiếc bự bự chơi chứ đeo đầy tay nha. Chịu không? Nói chung chuyến này đi là rất là ok nha cả nhà. Rất là ngoan. Ừ, ngoan và ok. Nói chung mọi sự thì nó cũng hanh thông nha. Thì cũng hơn nửa đường rồi. Nhưng mà không biết còn nửa, 1/3 đường sau không biết như thế nào. Chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hiện tại có thể cho chức 8 điểm. Khi nào xong về tới Sài Gòn là đặt chân xuống tới quán gì Sơn á, là quán gì Châu á, là mới biết được kết quả nha mọi người. Nó chấm điểm được hết nha. Ủa, ngoan về là có 5 sĩ về chứ. Xuống vậy ta. Ừ. Thì đó, có anh Lân Nguyễn à.
đúng rồi, anh cứ Nguyễn Năm Sĩ mà. Ủa không phải là bà nó đi mua sầu riêng hả? Sầu riêng cho Năm Sĩ. Ủa quên quên lấy cái sầu riêng mà. À quay mua sầu riêng đúng rồi, bây giờ mua sầu riêng chưa mẹ? Thật kệ nó chưa, có bán sầu riêng, có bán sầu riêng đó chị. Ừ, còn sầu riêng. Ở dưới chân núi có bán sầu riêng á, toàn tắp vô mua mấy trái sầu riêng đi, trả Năm Sĩ luôn cho rồi. Xong anh chị xin chức ha. Chưa, tiền công phục vụ nãy giờ thì chức á. Ừ. Công bà hát từ sáng giờ Lan và Điệp. Vui vẻ quan hệ. Điệp ơi Điệp. Nhờ ca Lan, nhờ ca Lan và Điệp á, xích đoạn cải lương á, anh Tân Nguyễn lên bông cho Năm Sĩ á. Con ca sĩ. Chỗ ca sĩ ra đi show quá, hắn chết hát gì vậy? Muốn chết được, chưa được 500 ngàn. Thì chắc là ngẫu nhiên. À, ngẫu nhiên có một bài một, mà bài mà bài chưa hết bài nữa. Ừ, hát tùm lum búa xô. Hát tùm lum búa xô á. Dạng gì chắc là vừa hát vừa cấu hài cái kiểu là gì? Một cái đoạn nhạc của ca sĩ mà ra là một khúc rồi mà chức gác lại gom lại còn có hai ba đoạn à. Ờ mới là mấy trình độ ẩm thực âm nhạc của chức nó cao siêu cỡ nào nha mọi người. Và người nghe chỉ có giải trí thôi chứ không có hay nha. Nghe giải trí thôi, vui vẻ hài hước thôi. Nói đi chất. Ngủ luôn hả? Ngủ luôn rồi, ngủ luôn rồi. Ờ, để cho chức ngủ nghỉ ngơi xíu đi mọi người, chút nữa tới chùa núi Châu Thới rồi tụi em quay review chùa rồi coi nữa nha. Chùa núi Châu Thới là điểm cuối cùng. Ừ, điểm cuối cùng chuyến đi. Bà có hát bài gì đâu? Bài bài. Không bài mà nổi tiếng. Bây dạo này gì chứ? Có đường xưa em đi. Xưa em đi. Con đường xưa em đi. Có bài hay bài. Mà dạo này lâu rồi chức đâu có hát là qua 10 giờ đâu ha. Rồi hát hát qua 10 giờ rồi. Bỏ cái thời qua 10 giờ. Giờ gì chứ gọi là con đường xưa em đi thôi à. Không. Bữa cái hát như BD tên gì đây? Không. Tôi không còn. Không. 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 Hát với thằng đó bả con lùn thịt. Trời ơi, con nhựa cao vậy chứ. Em đứng vô thì tôi đắp nó lửa vậy. Đứng cái đắp nó luôn á. Thế đâu à? Lúc mà ăn lẩu bên cầu Quý Vị Buôn đó. Có em không? Không, đâu có em. Bà đứng đó. Trời ơi lúc đó em lại em đứng em nói chuyện với nó, tụi em tưởng nó cao này chút xíu mà ai ngờ đứng qua tới đất của nó à. Ủa nó cao thì chứ dáng cao đẹp cho nên chỉ giấc 100 ngàn mà. Ừ, giấc lên bông cho 100 ngàn hát được, hát đúng hai bài xong coi như là bài 50 á, ủng hộ đây chứ khác hả? Ờ chứ khác luôn. Còn ai lên bông chứ không? Tôi là vòng đầu khán giả vỗ tay quá trời. Cho báo cho nói cho mày nghe nha, nó ca mà mấy người trên cầu nhìn xuống á. Cầu nhìn xuống. Chị lên bông cho bả ra lên bông. Đúng rồi, bà chị lên 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 bông 100 ngàn phía sau, trong bàn thứ hai. Luồn tay sau cho bả luồn tay vào trong con kia, bả cũng biết chia chứ ha. Ừ. Nó biết điều nó chảy hai chiều á. Ờ, biết điều vậy tốt. Cho hai tờ chia cho nhỏ kia tờ, mỗi người tờ, bả nói mỗi người tờ rồi ghê. Lùn tay hai ta gì là xì hai xì hả? Bữa nay không có để ý. Mỗi người tờ bả lùn cho nhỏ kia. Nó chia bả cái đó đi nha. Hèn chi thấy sung quá. Sung với sợ luôn. Giờ chia. Đó, tình nói chung là tụi cũng gì cháu. Được gì chứ, hát online mà cũng có tiền nữa, được hát lên khu Lan Quế Phường á. Đợt đó mượn cái lo của ông kẹo kéo nào vậy á, ông mù hay là ông gì á. Chị nói bả gọi với bả sung quá bả nhảy. Cái gì kêu bả lên hát. Bà hỏi lên bông hồng nó lên. Lên xị. Kêu nó hai xị đi. Chi có con kia xị nữa má ơi. Má bả là như có giá lắm gì. Mình bông trả giá nữa hả vậy. Hai xị chi cho nhỏ kia xị. Ờ thì chứ cũng biết điều mà. Nói chung là cũng cho con bé kia một xị vui vẻ. Rồi bye bye mọi người. Chắc ngủ nha mọi người.